Tổng Trọng lại định chơi tiếp chiều lửa, nhưng đã bị Tô Chủ tịch bắt bài. Sự mập mờ của truyền thông nhà nước trong thời gian gần đây xung quanh các hoạt động của Quốc hội đã làm dấy lên nghi ngờ về một màn ảo thuật thứ hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với ông Tô Lâm. Trước kỳ họp thứ 7 của Quốc hội khóa 15, ngày 19 tháng 5, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường thông báo nội dung nhân sự Bộ trưởng Bộ Công an vẫn chờ cơ quan có thẩm quyền. Vì vậy, Quốc hội sẽ không thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Công an đối với ông Tô Lâm trong kỳ họp này. Nhưng thật bất ngờ, chỉ tới ngày 22 tháng 5, tức là 4 ngày sau đó, Quốc hội đã bất ngờ điều chỉnh chương trình, bổ sung thêm nội dung miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an đối với ông Tô Lâm. Tuy nhiên, Quốc hội không phê chuẩn nhân sự mới cho chức danh này. Điều đó đã đẩy ông Tô Lâm, tân chủ tịch nước, vào thế đã bị mắc lõm phe Tổng Trọng. Tương tự, truyền thông nhà nước cũng mập mờ khi loan tin điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ 7 sắp tới. Tờ báo Đại đoàn kết cho hay nội dung điều chỉnh là việc bổ sung công tác nhân sự vào chương trình họp. Thông tin này đã nhanh chóng biến mất trên báo Đại đoàn kết, nhưng vẫn có thể xem được trên các trang báo khác với nội dung như sau. Thông cáo báo chí số 13 của họp Quốc thứ 7 Quốc hội khóa 15 cho biết Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành cuộc họp với nhiều nội dung. Trong đó, Văn phòng Quốc hội thông tin chiều ngày 3 tháng 6, Quốc hội đã họp riêng để xem xét biểu quyết thông qua việc điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Theo giới quan sát, đến nay hai chức danh Bộ trưởng Bộ Công an và Phó Chủ tịch Quốc hội vẫn còn chưa kiện toàn. Cho nên khả năng cao trong kỳ họp tới đây, Quốc hội sẽ bổ sung điều chỉnh nội dung nhân sự cho hai chức vụ này. Có những ý kiến cho rằng với sự bất ổn của chính trường Việt Nam hiện nay, khả năng sẽ xảy ra biến động lớn, buộc giới lãnh đạo phải chỉ đạo Quốc hội phê chuẩn ngay nhân sự cho vị trí Bộ trưởng Bộ Công an. Bởi câu hỏi ai sẽ là tân Bộ trưởng Bộ Công an là vấn đề rất quan trọng tại thời điểm này. Tuy nhiên, việc lựa chọn tân Bộ trưởng Bộ Công an vào thời điểm này phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Đặc biệt là mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, vốn là đồng minh có cùng ý thức hệ cộng sản. Trong bài viết mới đây trên tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng vào ngày 5 tháng 6 cho biết Bắc Kinh có thể hưởng lợi từ những cải tổ chính trị ở Việt Nam. Tác giả tiết lộ có ý kiến cho rằng các lãnh đạo bên đảng sẽ thân Trung Quốc hơn, còn lãnh đạo bên chính phủ sẽ thân với Mỹ hơn. Vẫn theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, Trung Quốc sẽ để ý hơn tới việc gia tăng quan hệ cũng như tăng cường hỗ trợ cho các chính trị gia thân Trung Quốc trong ban lãnh đạo của Việt Nam hiện nay. Điều này đã khiến cho không ít người nghĩ rằng vì một xu hướng chia rẽ trong ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trước Đại hội 12 vào năm 2016. Khi đó, nhiều ý kiến cho rằng cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có xu hướng phóng khoáng với phương Tây. Ông không ngần ngại tuyên bố không đánh đổi chủ quyền quốc gia lấy tình hữu nghị viển vông khi nói về quan hệ với Trung Quốc. Đây là một trong những lý do khiến cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thất bại vào phút thứ 89 để mà ngậm ngùi về làm người tử tế. Điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với ông Tô Lâm, người đang trong vị thế đối đầu với phần còn lại, chiếm đa số trong bộ chính trị do Tổng Trọng và giới chức có thẩm quyền dẫn dắt. Việc chỉ ít giờ sau đó cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ngồi vào ghế Chủ tịch nước thì Thủ tướng Phạm Minh Chính đã lập tức ký quyết định để Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an được phân công điều hành hoạt động của Bộ. Đây là một điều rất khó tin, trong khi nguồn thạo tin thì vẫn nói Tô Lâm và Phạm Minh Chính nằm trong cùng một liên minh chống lại Tổng Trọng. Mới nhất, truyền thông nhà nước đã chính thức đưa tin Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đã chính thức được Quốc hội thông qua nghị quyết giữ chức Bộ trưởng và đã được Chủ tịch nước Tô Lâm phê chuẩn. Điều đó cho thấy Tổng Trọng và giới chức có thẩm quyền, dù nắm số phiếu tuyệt đối trong Bộ Chính trị, cũng như có sự hậu thuẫn tích cực của Bắc Kinh, nhưng đã hoàn toàn thất bại. Để cuối cùng, chiếc ghế mà Tô Lâm vẫn nuôi hy vọng sẽ tiếp thêm sức mạnh cũng như sinh lực cho ông khi ngồi trên ghế Chủ tịch nước đã trở thành sự thật. Dẫu rằng, theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, vào tháng 1 năm 2024, ông Tô Lâm đã hỏi để xin lời khuyên từ các nhà lãnh đạo an ninh Trung Quốc về cách duy trì sự kiểm soát và lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo.de bản tin
Tổng Trọng lại định chơi tiếp chiêu lừa đảo, nhưng đã bị Tô Chủ tịch bắt bài. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Quyền lực của Tô Chủ tịch và Bộ Công an đã suy giảm đáng kể, sự thật hay tin đồn đầy? Kể từ ngày 1 tháng 6 đến nay đã hơn 4 ngày, nhà báo Huy Đức bị công an khám xét nơi ở và câu lưu. Không ai biết ông Huy Đức đang ở đâu, vì sao truyền thông nhà nước tuyệt nhiên không đưa tin. Nhiều ý kiến cho rằng những chỉ dấu trên cho thấy ông Huy Đức chỉ bị tạm giữ và sẽ được trả lại tự do sau 9 ngày câu lưu. Điều này cho thấy các thế lực chính trị trong đảng đang thảo luận việc xử lý nhà báo Huy Đức với hành vi xúc phạm lãnh đạo cấp cao. Bối cảnh hiện nay là cuộc chiến cung đình đang diễn ra rất dữ dội giữa các phe của ông Tô Lâm, tân chủ tịch nước, cựu bộ trưởng Bộ Công an với phần còn lại của Bộ Chính trị do Tổng Trọng dẫn dắt. Sau hội nghị Trung ương lần thứ 9 khóa 13, cuộc chiến thượng tầng tưởng chừng đã chậm lại với sự thất thế của phe chủ tịch nước Tô Lâm khi ông bị đá lên chức chủ tịch nước ra khỏi Bộ Công an. Sau khi ông Tô Lâm bị ép buộc phải nhận ghế chủ tịch này, lập tức Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ định Thượng tướng Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Trần Quốc Tỏ tạm quyền chỉ đạo Bộ Công an. Đây là một biện pháp cần thiết để chính thức chấm dứt quyền Bộ trưởng Bộ Công an của ông Tô Lâm. Trước đó, bộ ba quyền lực nhất của Bộ Công an là Tô Lâm, Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc. Lập tức đã bị Tổng Trọng và các cấp có thẩm quyền sử dụng nước cờ nhân sự để phân tán bộ ba này. Điều đó rõ ràng cho thấy sức mạnh của thế lực Hưng Yên vốn dĩ đang bao trùm, không chỉ riêng ở Bộ Công an mà còn ở rất nhiều cơ quan quan trọng trong bộ máy của Đảng và Nhà nước dường như đang bị làm cho suy yếu đi. Vào ngày 4 tháng 6 tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đã tổ chức hội nghị bàn giao công tác đối với Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng. Theo đó, ông Nguyễn Duy Ngọc bàn giao lại công tác cho Trung tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Được biết, Trung tướng Nguyễn Văn Long giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an kể từ tháng 1 năm 2022. Theo giới thạo tin, tướng Long có mối quan hệ thân thiết với ông Tô Lâm trong những năm chiến tranh phá hoại ở miền Bắc Việt Nam từ năm 1965 đến năm 1967. Gia đình ông Tô Lâm sơ tán đến Tân Yên, tỉnh Bắc Giang và được gia đình của tướng Long giúp đỡ, coi như người nhà. Trên mạng xã hội, trong những ngày gần đây đã chia sẻ thông tin cho hay cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra với ông Nguyễn Văn Yên, Phó Ban Nội chính Trung ương. Theo đó, ông Yên đã bị mời về trụ sở cơ quan an ninh điều tra vào ngày 2 tháng 6 và bị câu lưu đến nay. Vụ việc này có liên quan đến mối quan hệ với doanh nghiệp sân sau, đồng thời là bồ nhí của ông Nguyễn Văn Yên. Theo đó, cũng có tin đồn Nguyễn Văn Yên cặp bồ với bà Lê Y Linh, sống trong một biệt thự 400m2 có giá 50 tỷ đồng ở khu biệt thự liền kề khu ca Chibuja ở Tây Hồ. Nhưng nơi hẹn hò cặp đôi Yên Đinh thì căn hộ cao cấp giá 8 tỷ đồng tại chung cư Westlake, đường Võ Chí Công, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội. Gần đây vào ngày 24 tháng 5, cơ quan điều tra C03 Bộ Công an đã khởi tố bị can tạm giam và thực hiện lệnh khám xét với 9 người, trong đó có bà Lê Y Linh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Tổng hợp Việt Tín. Vụ bắt giữ này điều tra về cáo buộc liên quan trong vụ án làm các sai phạm tại dự án khu đất 39-39B, Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Ông Yên, quê Mê Linh, Hà Nội, được bổ nhiệm chức Phó Ban Nội chính Trung ương từ tháng 1 năm 2022. Ông từng bị mạng xã hội phát hiện sử dụng chiếc đồng hồ đeo tay Patek Philippe Wood trị giá lên tới 270.000 đô la Mỹ. Giới quan sát cho rằng ông Yên có hàm tương đương thứ trưởng, có khả năng cao sẽ bị bắt trong những ngày tới đây. Điều đó làm dấy lên những tin đồn đoán hai phe to đang đánh nhau để tranh chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an đầy quyền lực. Đó là phe Bộ Công an của Chủ tịch nước Tô Lâm và phe nghệ tĩnh của ông Phan Đình Trạc, trưởng ban Nội chính Trung ương. Trước hội nghị Trung ương lần thứ 9, chỉ trong thời gian vài tháng, Bộ Công an dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Tô Lâm
đã tấn công và hạ bệ 3 trên tổng số 5 nhân vật cấp cao nhất của Đảng. Nhưng đến nay, Bộ Công an quay lại điều tra lãnh đạo cấp thứ trưởng, còn là điều cho thấy quyền lực của Bộ Công an hiện nay dường như đã suy giảm đáng kể khi bắt đầu chọn mục tiêu thấp hơn. Tuy nhiên, chúng ta hãy cùng chờ thêm. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người cùng biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de với bản tin quyền lực của Tô Chủ tịch và Bộ Công an có suy giảm hay không, sự thật hay tin đồn. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi. Hẹn gặp lại lần sau. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Trung Hoa.